Bác nào bị bệnh đại tràng, bụng bão không yên, thường xuyên đi ngoài hoặc bị táo bón thì mời các bác theo dõi video này. Tôi chỉ các bác cái cách bấm rất là đơn giản mà chữa được bệnh này các bác nhé. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì trong video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại các bác cái phương pháp bấm huyệt chữa cái chứng mà bị đại tràng, hay là bụng bão không yên, thường xuyên đi ngoài, hay là đi ngoài vặt, hay là bị táo bón, thì mời các bác theo dõi video. Vâng, và thưa với lại các bác thì qua những video chia sẻ đến các bác, cũng như là được nhận lại được rất nhiều những cái góp ý chân thành của các bác, thì tôi xin được tiếp thu tất cả những cái ý kiến đóng góp của các bác, và cũng như là xin được rút kinh nghiệm. Thì trong video này tôi sẽ chia video thành hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ chỉ các bác cái cách bấm huyệt, cũng như là day vào những cái chỗ nào và cách day ra làm sao từ trên đầu xuống dưới chân để chúng ta chữa được cái chứng đau đại tràng, hay là những cái vấn đề liên quan đến bệnh đại tràng, bụng bão của các bác không yên các bác nhá. Và thứ hai thì phần thứ hai tôi sẽ chia sẻ đến các bác hai cái loại rau mà rất là sẵn ở đâu cũng có, để giúp cho các bác khi mà ăn cái loại rau này vào thì cái đại tràng của các bác sẽ tốt này. Và đặc biệt ấy, là không những tốt cho việc đại tràng mà nó còn tốt cho các bác về những cái vấn đề khác về sức khỏe nữa, rất là tốt các bác nha. Và ai cũng có thể ăn được cái loại rau này, kể cả người tiểu đường hay là bất cứ người bệnh nào thì cũng có thể ăn được loại rau này, nên là mời các bác hãy theo dõi video nhé. Thưa với các bác thì nếu như các bác đang theo dõi video mà thấy có chữ hiện lên trên màn hình, đây là cái vấn đề mà tôi thấy rất nhiều các bác gặp phải, và cũng như là comment nói rằng là đừng để chữ hiện lên nữa. Thì nếu các bác thấy chữ hiện lên thì hãy dí vào cái nút 3 chấm ở phía bên phải góc này của màn hình này. Thì dưới cái bác dí vào cái 3 chấm đó, sau đó thì vào cái phần có chữ phụ đề hoặc là có cái ký hiệu CC, các bác dí vào đó tắt phụ đề đi là nó sẽ hết tắt chữ các bác nha. Đây là một trong những cái tính năng của YouTube các bác ạ. Vâng, và không để cho các bác phải chờ lâu thì ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng vào cái phương pháp để chúng ta chữa cái chứng đại tràng nhá. Nếu như những người mà thường xuyên bị đau đại tràng này, hay là bụng bão không yên này, thì cái việc đầu tiên ấy, các bác hãy dùng cái tay của mình này này, các bác chà quanh mép này các bác ạ. Theo như đông y ấy, thì khu vực mép của chúng ta này là cái khu mà chứa cái khu vực đại tràng của chúng ta, nó kích hoạt đến cái vấn đề đại tràng của chúng ta. Nên là các bác chà vào khu vực quanh mép như thế này, dùng cái tay của mình này chà từ phải qua trái như thế này các bác nha. Nếu như bác nào thường xuyên đi lỏng á thì ta chà từ phải qua trái các bác này, chà từ phải qua trái như thế này. Bác nào mà đi táo ấy thì ta chà từ trái qua phải các bác nha, chà từ trái qua phải các bác nhớ này. Nếu như bác nào không nhớ thì ta có thể ghi vào. Thì nếu bác nào đi lỏng thì ta chà từ phải qua trái, còn đi táo thì ta chà từ trái qua phải. Và các bác chà khoảng từ 1 tới 3 phút các bác nhá. Chà khoảng từ 1 tới 3 phút tác động quanh cái khu vực mép này, quanh khu vực mép này. Và ngoài ra thì các bác có thể sử dụng cái tay của mình như thế này này, bóp như thế này, bóp như này, bóp như này. Đặc biệt nếu bác nào bóp sờ hoặc chà thấy có điểm đau thì cái điểm đau đó là cái chỗ mà để chúng ta kích hoạt, để kích thích cái chữa cái chứng dạ dày của mình, cái chứng đại tràng của mình các bác nhá. Thế thì các bác sẽ dí tay vào, ví dụ như là nó đau ở chỗ này chẳng hạn, có tự yên ta sờ đến đây thấy nó có cái điểm nó rất là đau, thì các bác dí cái tay vào, dí không cần phải cái lực quá mạnh đâu các bác nhá, không phải quá mạnh, mà khi ta dí vào thấy cảm thấy nó đau á thì ta day, ví dụ day như thế này các bác này, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái như vậy thì bỏ ra, và tiếp tục lần 2 7 cái và lần 3 7 cái các bác nhá. Đó, và các bác hãy chờ sờ thử xem cái mép, quanh mép của chúng ta, quanh miệng này nó có cái chỗ nào nó đau, nó nhói. Đó, thì cái chỉ có cái người có bệnh thì nó mới có cái chỗ đau thôi. Thế còn người bình thường sờ thấy không thấy có chỗ nào đau cả, nó cũng giống như bình thường hết, chỗ nào cũng như bình thường cả. Thế nhưng những cái người có bệnh thả sờ là thấy cái điểm đau các bác ạ. Nếu có điểm đau là các bác hãy day nhá. Vâng, và tiếp theo thì đến cái phần ở tay, các bác nhớ là cái trình tự là hãy làm theo đúng cái video tôi chia sẻ này, từ trên ta giảm xuống dưới. Đó, thì buổi sáng các bác nên làm từ phần là trên mặt, trên miệng và tay. Thì đến buổi tối thì ta làm ở phần dưới chân. Thế thì ở tay ấy, thì các bác ạ, ở tay ấy, thì các bác
trong đông y thì nó được ví như cái này là hai cái mông này, và đây là cái phần hậu môn này, và khu vực đại tràng nó sẽ nằm ở khu vực này. Thế thì nếu bác nào cái vấn đề đại tràng của mình bị đau, bị có vấn đề thì mình thường xuyên trà, lấy ngón tay cái này trà vào cái khu vực lòng bàn tay của mình này, trà xoay vòng tròn hoặc là trà xoay thế nào thì tùy các bác, nhưng chúng ta hãy trà khu vực lòng bàn tay này. Các bác nhớ là trà cả hai bên, trà cả hai bên nha các bác nhá. Và đặc biệt ở khu vực đây các bác ơi, khu vực này này, thì các bác hãy dùng cái ba cái đầu ngón tay bóp vào, các bác bóp như thế này, bóp như thế này đấy. Nếu bác nào không có móng tay thì tốt hơn, không có cái móng tay của tôi thì có móng tay, thế nên là bóp thì nó sẽ đau đấy. Nhưng mà cái bác nào mà bị đại tràng ấy thì các bác sờ vào khu vực này thường cũng sẽ có chỗ điểm đau và nó sẽ nhức mỏi chẳng hạn, thì các bác bóp như này vừa chữa được đại tràng của các bác mà lại còn chữa được cả cái chứng đau mỏi tay, tê tay các bác ạ. Đó, các bác nhớ là làm cả hai bên nhá, làm cả hai bên. Thì buổi sáng ngủ dậy thì ta trà quanh miệng và làm từ xuống đến dưới chân. Đấy, thì buổi tối các bác làm ở phần dưới chân. Thế bây giờ tôi sẽ chỉ các bác ở phần dưới chân cái chỗ nào mà chúng ta nên tác động để nó chữa cái đánh đại tràng các bác nhá. Thưa với lại các bác này, nếu bác nào bị đại tràng nhá thì các bác có thể thấy này, trên cái đồ hình ấy của đông y ấy, thì các bác sẽ thấy là đây, cái phần này các bác có nhìn thấy nó có phần giống cái phần ngực của chúng ta không ạ? Đấy, phần này phần ngực này, phần ngực này, phần này phần bụng này. Đấy, thế thì phần đại tràng, phần ngõ mà bụng đại tràng nó nằm ở khu vực này các bác ạ. Thế thì với những bác nào mà bị bụng bão thường xuyên không ổn này, hay bị đau bụng, hay bị đi ngoài loẹt xoẹt, cũng như là hay bị táo bón, thì các bác hãy trà vào khu vực này các bác ạ. Các bác trà vào khu vực này này. Thì những người mà có những cái vấn đề về đại tràng ấy thì thường là ở khu vực này sẽ có điểm đau. Thì các bác sẽ trà vào đây. Các bác nhớ nhá, trà vào khu vực này này các bác này. Nhớ này, khu vực này. Đó, thì các bác trà vào đây. Trà và thấy cái điểm đau ấy thì ta sẽ day vào cái điểm đau đó. Các bác nhớ là chúng ta không cần phải day quá mạnh, chỉ cần tác động vào cái điểm đau đó và day đủ đúng là các bác sẽ chữa được bệnh của mình. Thứ nhất là ví dụ như là chỗ này chỗ là chỗ đau thì các bác hãy dùng cái ngón tay này ta day vào. Day này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Đó, 7 cái ta bỏ ra và tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7. Đó. Như vậy và 3 lần 7 như thế các bác nha. Các bác lưu ý là không phải chỉ ở khu vực này mà nó có thể lan ra cả khu vực gót chân này. Các bác lưu ý nhé. Đấy, có thể cả ở khu vực gót chân này. Nên các bác hãy trà cả khu vực này. Và đặc biệt là nhớ là hãy làm cả hai chân các bác nha. Vâng, và thưa với lại các bác thì phần thứ hai này tôi sẽ chia sẻ đến các bác hai cái loại rau mà các bác nên ăn. Thứ nhất đó là ngọn rau lang các bác. Rau lang là một trong những loại rau rất là tốt cho đại tràng, đặc biệt là bác nào mà bị táo bón thì chúng ta ăn rau lang rất là tốt các bác nha. Ngọn rau lang là một trong những loại đồ ăn rất là tuyệt vời. Đặc biệt là tôi có tìm hiểu thì bên Nhật ấy, là cái ngọn rau lang ấy, là cái giá thành của nó rất là cao các bác ạ. Đó, là thứ nhất là cái ngọn rau lang thì ta có thể luộc xào hay là tùy các bác làm cái món nào phù hợp với lại khẩu vị của ta các bác nhá. Thứ hai là loại rau tẩm bóp các bác ạ. Cái loại rau tẩm bóp ấy thường thì bây giờ các bác sẽ thấy là đi ăn lẩu là thường hay thấy có. Các bác hãy để ý hình ảnh nhá. Đấy, cái loại rau tẩm bóp này ấy, là cái loại rau mà thường chúng ta đi ăn lẩu là hay thấy có đúng không ạ? Khi ăn thì nó có một vị đắng nhưng ăn xong thì nó sẽ ngọt, ngọt giọng, ngọt đầu lưỡi, rất là hay. Và cái loại rau tẩm bóp này không những có tác dụng cho đại tràng mà nó còn có tác dụng đối với những người như là bệnh tiểu đường hay là phòng chống ung thư đấy các bác ạ. Rất là tốt. Nên các bác nào ở nông thôn thì tôi nghĩ rằng kiếm cái loại rau này rất là dễ thôi. Với những bác ở thành phố thì chúng ta nên lựa chọn những cái nguồn rau nó bảo đảm. Và thưa với lại các bác, nếu như các bác đang thấy video này, đang xem video này thì hãy chia sẻ nó. Vì tôi biết rằng có rất nhiều người bị cái chứng đại tràng hay là bụng bão không yên này, đặc biệt là những người già, người cao tuổi thì thường cái vấn đề về ăn uống hay là bụng bão thường xuyên có những cái vấn đề. Bởi vậy nên là nếu như các bác thấy video thì nhớ chia sẻ nó cho nhiều người được biết các bác nha. Vì đây là cái phương pháp chữa bệnh mà không hề tốn kém mà đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thì các bác nhớ hãy chia sẻ nhá. Đừng quên là dí vào nút đăng ký nếu như nút đăng ký của các bác vẫn còn hiện màu đỏ, và dí vào cái nút chuông bên cạnh để mỗi khi tôi ra video các bác sẽ là người thấy video đầu tiên. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Tôi sẽ còn đem đến cho các bác với rất nhiều những video bổ ích nữa đây ạ.